Người đang bị thiên thần lừa đấy. Lời nói của tội nhân pha trộn với nụ cười và sự cợt nhã, Vĩnh An không thể phủ nhận. Vua của ma giới đang do dự điều gì? Nếu là đạo hạnh cao cường của ngươi thì hãy chiếm lấy Diêm Ma Quốc, có thể đánh được cả nhân gian giới và đi đến thiên giới. Hãy lấy lại vị trí của ngươi một cách đường hoàng. Nếu ngươi nắm tay ta và đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ cho ngươi quyền lực của thiên giới. Vĩnh An đã mở cổng nhà tù kết giới. Linh,
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.